Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, teaser xác nhận về Realme 11 Pro Plus. Ngày 10 tháng 5 tới, Realme 11 Pro Plus sẽ ra mắt. Chiếc máy được cung cấp năng lượng bởi viên pin 5000 mAh, kèm nâng cấp sạc nhanh từ 67W lên thành 100W. Phiên bản tiền nhiệm có thể sạc từ 0 lên 17% trong 17 phút từ công nghệ 67W. Vì vậy, chúng ta có thể mong đợi thời gian sẽ giảm xuống thấp hơn nữa trên người kế nhiệm này. Nói về các tính năng khác, phiên bản 11 Pro Plus có màn hình AMOLED 6,7 inch, hỗ trợ tốc độ làm mới 120Hz. Về cấu hình, chiếc máy được trang bị chip MediaTek Dimensity 7050 kết hợp với RAM lên tới 12GB và dung lượng lưu trữ 256GB. Mặt sau có thiết lập 3 camera với cảm biến chính 200 chấm. Thiết bị có thể sẽ chạy trên hệ điều hành Android 13 ngay khi xuất xưởng. Tin tức tiếp theo, Google có thể tự thiết kế chip Tensor trong tương lai. Theo báo cáo gần đây từ Sun Mobile, Google đã nhờ cậy Samsung để thiết kế và sản xuất chip Tensor cho hai thế hệ sản phẩm vừa qua. Tuy nhiên, có tin đồn cho rằng Google có thể đang tìm cách thay đổi mọi thứ với chip Tensor G3, G4 và thậm chí G5 sắp tới. Chip Tensor G3 dự kiến sẽ được sản xuất bằng quy trình 4 nanomet của Samsung. Con chip này sẽ áp dụng thiết kế 9 lõi 1+4+4, bao gồm một lõi Cortex-A3 3,3 GHz, 4 lõi Cortex-A715 tốc độ 2,6 GHz và 4 lõi Cortex-A510 tốc độ từ 2,2 đến 2,3 GHz. Đối với Tensor G4, Google đang xem xét việc thiết kế chip hoàn toàn nội bộ và sản xuất chúng bằng quy trình 4 nanomet của TSMC. Cuối cùng, đối với Tensor G5, Google sẽ sử dụng quy trình 3 nanomet của TSMC để sản xuất. Quá trình này hứa hẹn cải thiện hiệu suất năng lượng, thậm chí còn lớn hơn với quy trình 4 nanomet được sử dụng cho G4. Những phát triển này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với dòng smartphone Pixel. Việc thiết kế và sản xuất chip nội bộ có thể mang lại cho Google nhiều quyền kiểm soát hơn đối với hiệu suất và hiệu quả của các thiết bị của mình, có khả năng mang đến trải nghiệm cho người dùng tốt hơn nữa. Và bây giờ sẽ là thông tin cuối cùng trong ngày, tin đồn về việc Bphone sắp bị khai tử. Được ra mắt lần đầu hồi giữa năm 2015, Bphone là dòng smartphone của thương hiệu Việt BKV từng tiết lộ đã bỏ ra hơn 1.000 tỷ đồng để phát triển Bphone. CEO Nguyễn Từ Quảng cho biết sẽ xây dựng nền công nghiệp smartphone do người Việt làm chủ, cạnh tranh sòng phẳng với các tên tuổi trên thế giới ở mọi phân khúc. Tuy nhiên, đã 1.5 năm trôi qua kể từ Bphone A-Series và 3 năm kể từ Bphone B86, BKV vẫn chưa ra mắt dòng máy nào mới. Ông Nguyễn Từ Quảng vốn được biết đến là một người năng nổ trên mạng xã hội, cũng không có bất cứ động thái nào liên quan đến dòng máy này. Kết hợp với sự bão hòa của lĩnh vực smartphone và kinh tế suy thoái, nhiều người đã đặt ra câu hỏi có phải Bphone đã kết thúc. Sự quan tâm này được đẩy lên cao khi mới đây trong một dòng trạng thái của ông Nguyễn Từ Quảng có nội dung không liên quan đến Bphone, đã có một người dùng đặt câu hỏi liên quan đến số phận của dòng máy này. Ở hình ảnh này, theo lời ông Quảng, BKV hiện vẫn chưa giải thể đội ngũ phát triển Bphone, và đó cũng là tất cả thông tin mà người dùng có được ở thời điểm hiện tại. Bởi ngay sau khi vị CEO này phản hồi, người dùng một lần nữa đặt ra câu hỏi về thời điểm cụ thể mà Bphone mới sẽ ra mắt, nhưng không nhận được phản hồi nào cả. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.